với cây hồ tiêu vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn cây nuôi trái, đâu sẽ là những dưỡng chất cần thiết để trái lớn đều và vào chắc tốt? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 3 tháng 9 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.